những hình ảnh phải nói rất là mãn nhãn đúng không quý vị? Là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với tôn chỉ góp phần mang đến không gian sống đích thực của quý cư dân hiện đại, kiến tạo điểm sống phồn vinh. BCC Land chú trọng vào giá trị sản phẩm dòng mình phát triển đã kết hợp đầy đủ hài hòa các tiêu chí quan trọng như là địa điểm, vị trí, chất lượng, công năng hay là chỉ tiêu quy hoạch, công trình công cộng và đặc biệt là tuân thủ tất cả những yêu cầu về pháp lý. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ cho phép thì vụ xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Khánh Duy, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Helios sẽ lên sân khấu để chia sẻ chi tiết hơn nữa với tất cả chúng ta về thông tin của các dự án. Xin trân trọng, kính mời ông. Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất và một lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị đang có mặt ngày hôm nay và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì trước khi đến với bài hôm nay, tôi được giao một cái nhiệm vụ là sẽ trình bày một cái bài thuyết trình bao gồm 15 dự án và bài của tôi sẽ kéo dài khoảng 40 phút. Quý vị đừng lo, vì sau khi nhận một cái nhiệm vụ mới thì tôi phải làm ngắn cái bài nói của tôi và tôi sẽ đi qua những cái điểm đặc điểm chính và làm sao đó để bài nói tôi chỉ diễn ra trong vòng khoảng 10 phút. Thì tôi biết là quý vị đang rất là nóng lòng có thể nâng ly, đặc biệt là tất cả các quý lãnh đạo sàn ở đây, cho nên tôi sẽ đi vào những cái điểm trọng điểm. Đó là cái thông tin mà chúng ta sẽ muốn nghe, đó là những dự án nào sẽ mở bán trong năm 2022 và những dự án nào sẽ triển khai trong 2023. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào slide đầu tiên. Thưa quý vị, thì vừa rồi chúng ta vừa mới xem một cái đoạn video clip giới thiệu về tên của các dự án. Thì một lần nữa tôi xin mời quý vị hướng lên màn hình để chúng ta có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu. Đó là các dự án Malibu Hội An, King Crown Infinity, Casa Marina Mũi Né, Casa Marina Mũi Né, King Crown Thủ Đức, King Crown Bình Tân, King Crown Bình Tân, Amor Riverside Villa, Mỹ Khê, Marina Bay, Hội An Legacy, Hội An Đo, Phoenix Mountain Town, Casa Marina Lagi và cuối cùng là Helios Village. Woo! Và ngay bây giờ tôi sẽ đi vào dự án đầu tiên thuộc phân khúc nghỉ dưỡng, đó là dự án Malibu. Thì đối với dự án này thì chúng tôi đang tự hào đã mang tới 3 giá trị to lớn cho những khách hàng. Thứ nhất, đây là dự án có một vị trí cực kỳ đắc địa, nằm ngay bãi biển Hà My, kế bên với lại khu resort Four Seasons. Và ở với vị trí này thì chúng ta chỉ mất khoảng 16 phút là chúng ta có thể đến với thành phố cổ Hội An và khoảng 20 phút là chúng ta có thể đến với lại trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Thì đó là giá trị thứ nhất. Và giá trị thứ hai của dự án này là dự án này khi đi vào vận hành sẽ được một tập đoàn lớn của thế giới, đó là tập đoàn Radisson Hotel Group, vận hành và quản lý. Và giá trị thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến với tất cả quý khách hàng, đó chính là tất cả các chủ nhân của những biệt thự biển sẽ có quyền sử dụng lâu dài. Thì đối với dự án này, chúng tôi đang dần hoàn thiện để đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2022, thì chúng tôi sẽ bàn giao khối condotel và sẽ đưa vào vận hành bởi tập đoàn Radisson Group. Vì đối với dự án này thì kế hoạch mở bán của chúng tôi sẽ rơi vào quý 2 của năm nay. Thì chúng ta sẽ đi qua một cái dự án tiếp theo, đó là dự án King Crown Infinity. Thì dự án này có vị trí nằm ở trên đường Võ Văn Ngân, trung tâm của thành phố Thủ Đức. Bao gồm 2 tòa tháp, 724 căn hộ và 91 căn office tower và gồm 27 căn khối đế thương mại. Thì với dự án này thì chúng tôi hứa hẹn sẽ biến thương hiệu này trở thành một bất động sản thương hiệu, hàng hiệu, khi mà chúng tôi vừa với ký kết chiến lược với một tập đoàn hàng đầu về quản lý vận hành, đó là Ascott Limited. Và đối với dự án này thì chúng tôi sẽ mở bán ngay trong quý 2 của năm 2022. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một dự án thứ ba của dòng thương hiệu Casa Marina. Thì đây là một dòng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với thị trường. Thì đây là dự án Casa Marina Mũi Né, được phát triển trên một khu
đất với quy mô là 1,2 hecta và ở đây là một bộ sưu tập chỉ có 35 căn biệt thự nghỉ dưỡng mà tất cả các chủ nhân ở đây đều có quyền sử dụng lâu dài. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một khối condotel cao 20 tầng bao gồm 540 căn hộ dịch vụ, căn hộ nghỉ dưỡng với chất lượng 5 sao. Và đối với dự án này thì chúng tôi cũng sẽ mở bán ngay trong quý 3 của năm 2022. Quý vị có cảm thấy hào hứng không ạ? Chúng ta cho một tràng pháo tay được không? Dự án tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với quý vị cũng thuộc phân khúc Casa Marina, đó là Casa Marina Premium. Dự án này có vị trí ở gần ráng ở thành phố Quy Nhơn. Thì như quý vị đang chiêm ngưỡng trên màn hình ở đây là chúng ta có 160 biệt thự giá biệt thự triệu đô với tầm view triệu đô hướng về bãi Sét, là một trong những cái bãi biển mà được tạp chí Business Insider đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Và đối với cái dòng thương hiệu này thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu ra thị trường vào đâu đó vào khoảng quý 3 của năm 2022. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta ở đây là những người may mắn nhất và là những người đầu tiên có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh của các dự án chiến lược mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian sắp đến. Và trên màn hình đây là dự án King Ground Thủ Đức. Vị trí chúng tôi chưa tiết lộ được là ở đâu đó nó sẽ nằm ở thành phố Thủ Đức. Với dự án này thì chúng tôi có hai khối nhà gồm toán 8 tòa nhà với hơn 3.000 căn hộ shop house và thương mại. Thì xin mời quý vị sẽ xem tiếp những hình ảnh của dự án này. Có đẹp không ạ? Tôi biết là tất cả những vị đồng nghiệp của tôi đến từ các sàn môi giới bất động sản ngoài miền Trung và miền Bắc đang chuẩn bị có ý định sẽ mở những văn phòng ở đây để có thể tham gia mở bán cùng chúng tôi. Đúng không các bạn? Các bạn sàn môi giới ở miền Trung và miền Bắc đâu ạ? Và đối với dòng King Ground thì chúng tôi lại tiếp tục ở cửa ngõ phía Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ giới thiệu ra một dự án có tên gọi là King Ground Bình Tân. Và dự án này sẽ được phát triển trên một khu đất khoảng 5,6 hectare, gồm 5 tòa nhà và chúng tôi sẽ triển khai bán hàng khoảng 2.700 căn hộ cao cấp. Vì đối với dự án này sẽ trở thành một cái biểu tượng mới cho khu vực Bình Tân. Thì rất là mong tất cả các cái sàn bất động sản ở miền Nam cũng sẽ tham gia và quan tâm đến dự án này. Chúng tôi sẽ triển khai thông tin chính thức đến với quý vị trong thời gian ngắn nhất. Và dự án này, tập thể của chúng tôi và tập thể BG Land cũng như là tập thể của Helios là đang làm việc rất là khẩn trương với tất cả những công ty tư vấn hàng đầu để chúng tôi có thể hoàn thiện những công tác thiết kế. Và tôi rất là mong cũng sẽ được giới thiệu thông tin của dự án này sớm đến với quý vị. Tiếp theo với dòng King Ground thì chúng ta có thêm một dự án là gọi là King Ground Bình Trưng Đông. Thì đây là dự án được phát triển trên khu đất khoảng 9 hectare. Thì chúng tôi đưa ra ý tưởng là sẽ phát triển một khu đô thị cao cấp tại ở cửa ngõ Đông Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Vigiland không chỉ thành công với những phân khúc là bất động sản nghỉ dưỡng hay là bất động sản cao ốc, cao tầng. Chúng tôi còn rất thành công với những bất động sản liền kề và bất động sản cao cấp. Thì ở đây trên màn hình chúng ta đó là dự án King Ground Village. Hình ảnh chúng ta thấy đây là toàn bộ 17 căn của King Ground Village giai đoạn 1. Thì chúng tôi đã sold out 100%. Và giá trị của mỗi căn villa như vậy thì đâu đó trên dưới khoảng 100 tỷ đồng. Thì tiếp nối với sự thành công này, chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn 2 là một cái tòa nhà phức hợp. Và tôi có dịp đang nói chuyện với một đồng nghiệp của tôi cũng tên là Nguyễn Khánh Duy. Anh đó đang ngồi đâu đây thôi. Thì chúng tôi đang lên một cái ý tưởng rất là độc đáo. Có thể là sẽ đưa ra một cái dạng căn hộ siêu sang ngay tại Thảo Điền. Và những thông tin này chúng tôi sẽ tiết lộ sớm cho ở những cái cuộc họp đại lý sắp đến. Và tiếp theo, với dòng bất động sản nghỉ dưỡng thì chúng ta đã xem những đoạn clip và cũng được giới thiệu rồi. Thì năm nay
Tiếp theo những cái giai đoạn thành công của giai đoạn 1 thì chúng tôi cũng sẽ mở bán giai đoạn 2 trong năm nay. Hồ Andor là một trong những dự án mà được gọi là dự án bất động sản di sản của chúng tôi, và chỉ cách khoảng 800 mét đối với lại phố cổ Hội An. Thì ở đây chúng tôi đã có những sản phẩm là bao gồm khoảng 805 căn hộ nghỉ dưỡng, 202 căn shop house, 52 căn biệt thự. Và đặc biệt lần đầu tiên đây là dự án mà chúng tôi đã hợp tác thành công với hai đối tác chiến lược về quản lý vận hành khách sạn, đó là Intercontinental và Banyan Tree. Và thưa các bạn, thưa quý vị, đây là một dự án siêu phẩm. Ở vị trí này thì chúng tôi cũng chưa tiết lộ được cho các bạn, nhưng ở đâu đó, ở quận Bình Chánh, thì ở đây chúng tôi có 33 căn biệt thự khép kín. Và tiếp nối với sự thành công của King Crown Village ở giai đoạn ở Thảo Điền, thì chúng tôi sẽ đưa ra một concept là các căn hộ ở đây sẽ là ven sông và cũng là khép kín và theo một cái tiêu chuẩn là 5 sao. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với dự án Mỹ Khê Marina Bay. Thì vừa rồi là tất cả những dự án mà chúng tôi sẽ triển khai trong năm 2022, và tiếp theo là các dự án mà chúng tôi sẽ lên kế hoạch và triển khai trong thời gian sắp đến. Thì chúng ta xem qua một số thông tin về quy mô cũng như là hình ảnh của các dự án này. Hội An Legacy 2 hectare nằm ngay thành phố Hội An. Sản phẩm ở đây là nhà liền kề và shop house. Phoenix Mountain 33,5 hectare nằm ở gần ráng thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ở đây sẽ là một tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Và đây là một trong những dự án mới nhất mà anh Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam tuần trước đã thực hiện một phi vụ thành công. Đó là một dự án nằm trên diện tích đất là 4,9 hectare, và chúng tôi đang lên hoàn thiện những cái bước cuối cùng về mặt thiết kế để có thể triển khai thông tin dự án này trong thời gian sắp đến. Và cuối cùng đó là dự án bất động sản sinh thái nghỉ dưỡng Helios Village nằm ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thì đây là một dự án bao gồm 160 căn nhà phố và 274 căn biệt thự sinh thái. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã có dịp điểm qua 15 các cái dự án mà tập đoàn của chúng tôi sẽ triển khai trong giai đoạn 2022 và 2023. Thì bên cạnh những dự án này, chúng tôi còn đang thực hiện rất nhiều các công tác M&A, nói chuyện với các đối tác để có thể tham gia và phát triển những dự án với quy mô lớn hơn. Và tôi cũng rất là mong có thể có dịp để chuyển giao những thông tin này sớm đến với quý vị để chúng ta có thể tham gia vào một thành phần của dự án. Và thưa quý vị, thì tất cả chúng ta ở đây là đang đứng trước một cơ hội để có thể trở thành những đối tác chiến lược dài lâu, và khi chỗ đó thì chúng ta có thể cùng nhau đồng hành bền vững để có thể đi đến một tương lai thành công và thắng lợi. Thì tôi rất mong sẽ nhận được sự quan tâm của quý lãnh đạo của các sàn đến từ 50 sàn từ 3 vùng miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam, để có thể gặp gỡ chúng tôi, tìm hiểu các cơ hội để trở thành đối tác chiến lược và phân phối sản phẩm này. Thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi, và chúc quý vị một buổi tối ngon miệng.